Tôi sẽ đi xin việc mọi người ơi. Ôi, vụ gì xảy ra ở đây vậy? Anh ơi, Omen, anh này, anh làm gì khó coi vậy? Anh làm gì khó coi dữ vậy anh ơi? Mình dậy đi anh ơi. Răng ảnh đẹp ấy, chắc ảnh có đi niềng răng. Rồi bây giờ mình sẽ đi xin việc nha. Trời ơi, tóc anh này nhìn lạ hết. Công việc ngày hôm nay của tôi sẽ làm cho một cửa hàng tiện lợi. Nay mình sẽ đi làm một chỗ mới và tôi đã có một công việc mới ở đây. Nghe tuyệt vời thế nhờ. Ui, anh này hip hop thế nhờ. Nhìn anh hip hop thế nhờ. Nhìn ơi, cái anh này là giống như kiểu... Ai? Ai cho anh hút thuốc trong đây trai? Mày có biết bố mày là ai không? Hút thuốc này. Cái gì đang diễn ra vậy? Anh ơi, thấy mẹ rồi, tôi quýnh ổng rồi. Anh ơi, em mới làm, em không biết. À hiểu rồi các bạn ơi, cái cây này dùng để, cái xà beng này mình sẽ dùng để cho mấy cái khứa mà nó làm phiền ở trong cái cửa hàng mình đi ấy. Tại vì đây là cái cửa hàng rất là xàm lìn. Cha này làm gì đây? Ê, cha này bắt đầu, tôi thấy cũng không ổn nha, thấy mặc đồ võ sĩ nè. Gì vậy? Đã dặn là không được hút thuốc ở đây. Mày lì hả con? Khứa này nó lì thiệt cái chú trời. Ôi, hôm nay tiệm trộm vía hơi đông nha. Cháu chào bà. Bà muốn mua gì? Bà ơi, bà làm cái gì, cái vụ gì kỳ cục vậy bà? Bà ơi, để tí con tính sổ bà sao nha. Ê, à, rồi, cháu tính tiền cho. Rồi, chú này lớn tuổi ăn bim bim à. Mày. Gì vậy? À, chú trễ giờ phải không? Thằng này, sao mày xanh lá xa lánh này trộm đồ của tao? Biên. Rồi chú đợi cháu này, cháu giải quyết mấy cái sự muộn phiền ở trong tiệm trước ấy. Rồi, đây của chú nè. Gặp giống ôm gì đâu không luôn á. Đợi tí mấy anh trai ơi, em tính tiền cái xong liền nè. Rồi, anh này mặc đồ tím là biết anh bóng lắm nè. Trời. Đấy, để em tính tiền cho anh nha. Rồi, ok. Ôi anh này đeo mặt nạ trông cũng ngầu đấy. Ngầu vãi lên hồn luôn anh ơi, ngầu quá trời ngầu luôn. Gì vậy ông nội? Làm gì đứng ở đây vậy? Gọi thằng con trai nội kia làm gì vậy? Ê, làm gì kỳ cục vậy? Anh ơi, đừng có làm trước tiệm em. Trời đất ơi, làm gì khi cục cháy? Mày thử mày làm gì đi. Hả? Ừ, thử làm gì đi là cái xà beng vô đầu liền. Ê, ai cho mày đặt đồ đâu? Lì quá rồi. Mà khách khứa gì đâu mà. Cái gì vậy? Trời ơi, làm gì khó coi dữ vậy chị? Sao chị ngủ ở trong cái cửa hàng em vậy? Làm cái gì mà khó coi dữ vậy? Rồi, cảm ơn anh. Anh ơi, một xà beng luôn nè. Ừ, anh thử anh làm cái hành động gì đi là một cái xà beng vô đầu anh liền luôn ấy. Đấy, anh này tuy là bề ngoài của ảnh không bình thường thiệt, nhưng mà được cái là ảnh cũng bình thường ở trong cái tâm của ảnh. Rồi, cảm ơn anh nha. Next. Ủa, chị ăn nhiều thế. Ờ, để em tính tiền cho chị cho. Rồi, đấy. Ok, cảm ơn chị gái. Trừ 500 là sao? Tiếp khách vậy cũng chê nữa. Anh ăn nhiều thế. Giờ để em tính tiền lẻ cho anh đi về nè. Hến kêu anh cho ai nhiều. Chào anh nha. Anh ăn gì? À em biết anh Hai là anh đẹp trai phải không? Ừ. Rồi, chào chú. Ê, khách hàng là hưởng đế, nhưng mà khách như vậy là cháu là cái xà beng này vô đầu chú nha chú. Cháu nói rồi đó, mình lớn rồi mình làm gì cho nó dễ dàng dễ coi tí nha. Chú làm vậy là xí nữa là tới công chuyện đó nha. Rồi chị gái này nè, chị mà thử chị không đàng hoàng với ông nội kia đi là cái xà beng vô đầu chị liền á. Rồi cảm ơn chị. Ui. Anh ơi, à anh dễ thương quá trời luôn á. Anh mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi anh? À, anh xin lỗi em giỡn. Cái gì vậy? Quen. Anh làm gì đấy? Làm cái gì khó coi quá vậy? Anh đợi em tí nha. Trời, anh làm gì mà khó coi dữ vậy nè. Ơ cái gì? Thằng nào? Cái gì? Trời ơi, anh ơi, đang mùa đông có phải Tết đâu mà bắn pháo hoa vậy?
cha này làm gì đây? Ê ê ê ê ê ê ê. Sao nó lại chặt cây của tôi vậy? Làm cái gì mà khó? Ôi mèn đét ơi, tiệm em không có chứa robot. U là trời ơi hả? Gì vậy? Anh ơi, anh chon chon Việt Nam phải không? Nhìn mình cũng đàng hoàng mà. Đội nhà mày, nãy giờ tao quạ rồi đó nha. Ê, ê đâu vậy? Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Ê, làm cái gì vô duyên quá vậy trời ơi, mặc quần còn mặc quần khách nữa. Mụ nội ơi, mèn đét ơi, anh ơi, anh ơi, mình diễn siêu nhân, mình diễn chỗ khác được không? Đừng có diễn ở đây. Trời ơi, chết rồi, tao phải báo cáo lên chính quyền mới được. Tao làm nốt hôm nay, mai tao báo cáo lên chính quyền liền ngay lập tức. Anh ơi, mình phá vậy mình, ôi ôi, cái tiệm của tôi. Cái tiệm của tôi. Em tính tiền lẻ nè, em đi giải quyết đóng hộ lộn xộn trong nhà đây. Đi cái tướng kỳ nha, một phát là vô liền. Ờ, kỳ cục quá anh ơi, kỳ cục lắm rồi đó nha. Gì đây? Ừ. Gì? Vụ gì vậy? Ben 10 hả? Ben 10 hả? Để tao kiểm tra coi khách tao có làm sao không? Để tao đưa tao đi, tao dẹp loạn cho nó nhanh. Nguy hiểm lắm. Rồi, kế tiếp nè. Chị đem ra đi. Ừ. Em tính tiền lẻ đi nè. Next. Ê, ê, làm gì má? Ê, mày có tin tao báo lên chính quyền không con? Rất là phiền nha. Trời ơi là trời, phiền thực sự ấy. Có cái sự rất là phiền đó. Gì đấy? Gì đấy? Ê! Anh ơi, mình muốn làm chim hả? Mèn đét ơi, thiệt chứ. Nó làm cái gì mà. Anh ơi, mình thực sự rất phiền nha. Anh này anh làm gì vậy? Ừ, anh bấm điện thoại. Bấm viên ghế của anh. Ui, xém tí hiểu lầm. À! Ôi mẹ ơi, tự nhiên chạy như trộm vậy má. Cái bình. Rồi. Cái gì vậy? Anh áo xanh. Đừng nói có lẽ là. Mày khiến cho cái mỏ tao dậy được quốc lộ rồi. Khiến. Rất mệt mỏi nha. Rất rất là mệt. Chị ơi, chị đợi em tí. Thằng này trụ. À dạ dạ dạ. Trụ đoạn vô biên. Rồi ai mượn mày nấu đồ ăn trước cửa tiệm tôi? Chỗ người ta đang làm ăn. Chị đợi lâu không? Đây, em tính tiền lẻ nè. Đấy. Rồi. Anh ok. Đợi em tính cho anh nha. Anh là người rất là yêu thú cưng phải không? Em biết mà. Trời ơi là trời. Đây là game cửa hàng tiện lợi nha mọi người. Cái game nó tiếng Nhật ấy, mình cũng chả biết nó đọc tên là gì ấy. Mèn đét ơi. Sao có con chim kết cục ở đây? Ông ngon ông làm gì làm đi, tôi biết anh trách nè. Ông làm gì? Ông làm cái gì khó coi thiệt đó chứ. Chị nha. Trời ơi. Chị này ai cười xuống 18 tầng địa ngục tao cười trước. Bye. Sao mà cái tiệm gì mà lạ lùng vậy? Ê, rất phiền nha. Ê, ê, anh ơi, mình từ từ anh ơi. Mình từ từ. Em có phải là đề cao đâu. Mình từ từ. Đây là trận đấu của đề cao mà đã. Mày quýnh tao hả? Xin lỗi, tôi là anh V97, tôi chiến thắng trong cuộc đấu này. Tao tán cái điểm G mày. Ê, tao quánh mày mấy lần rồi, mày nhớ chưa? Trời đất ơi, cười gung chém chém. Cái gì nữa đây? Ê, em ơi, mình học lớp mấy rồi? Ê, tôi quýnh nó không được anh em. Ờ, không được. Thôi, cho đấy, cho đấy. Cái gì đây? Anh ơi, tới giờ có lương, tới giờ có lương. Ủa, tao bị đuổi về hả? Ủa, anh ơi. Há, cười, nó cười, nó cười, nó cười. Diêm, diêm vậy. Nó cười bị diêm á. Cha này cười diêm quá, chắc chắn là kiếp trước mà ảnh tử tàn. À, nó nói tôi là bí cửa hàng tiện lợi chứ cũng kích vậy đi. Biến. Yêu nhau như cơn sóng vỗ, còn quán bao năm không buông mặt hồ. Điện anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, riêng mình diệu em thơ rất thơ.